căn cứ Mỹ tại Iraq trúng tên lửa giữa lúc Iran quyết trả đũa Israel. Theo Reuters, hai nguồn tin ở Iraq tiết lộ hai quả tên lửa Katyusha đã được bắn vào căn cứ không quân Al-Asad ở miền Tây Iraq và đã rơi vào bên trong căn cứ. Ít nhất 5 lính Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự ở nước này. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên, một trong những người bị thương tình hình khá nghiêm trọng. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận sự việc với đài CNN. Chúng tôi có thể xác nhận rằng hôm nay đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa, nghi là nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân căn cứ tại không quân Al-Asad. Nhân viên căn cứ đang tiến hành đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công. Hiện vẫn chưa rõ bên nào thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Al-Asad vào ngày 5 tháng 8, nhưng các quan chức Mỹ từ lâu đã đổ lỗi cho nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn về các cuộc tấn công vào quân đội nước này ở Iraq và Syria. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang không ngừng leo thang. Mỹ cũng đang chuẩn bị cho việc Iran trả đũa Israel liên quan tới vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran vào tuần trước. Israel chưa lên tiếng bình luận về cái chết của ông Haniyeh, nhưng Iran thề sẽ đáp trả Israel.